Thưa quý khán giả, ngày hôm nay Bắc Bộ trời duy trì nhiều mây âm u kèm theo là những cơn mưa bất chợt. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận phổ biến trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Lưu ý các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Do đó bà con sinh sống tại những khu vực này cần nhận biết các dấu hiệu xuất hiện mưa lớn ở vùng thượng lưu, nước sông suối chuyển sang màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung thời tiết tốt dần lên với trời giảm mưa và ban ngày đôi lúc hửng nắng nên nhiệt độ trưa chiều nay tại khu vực này có xu hướng tăng lên ở mức là từ 27 đến 30 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, ban ngày trời có nắng nhiều và mưa dông chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại đây duy trì ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời nắng ráo, gió nhẹ. Còn quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho một số tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay.